Chuyên mục 5 phút hỏi đáp dành cho bệnh viện Lê Quyền. Kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục 5 phút hỏi đáp về bệnh viện Lê Quyền. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng tôi xin tập những thẳng chủ đề ngày hôm nay sẽ vô cùng thú vị và chắc chắn sẽ được nhiều sự quan tâm của nhiều khán giả. Và để nắm được chủ đề ngày hôm nay là gì, chúng ta sẽ cùng với chị Ngọc và anh Lê Quốc Thái, 53 tuổi, trú tại số nhà 22, đường số 2, tổ 17, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thái cho biết cách đây khoảng vài tháng, anh thấy con người không được khỏe, tình trạng trở nên kiểu đã xuất hiện. Nhưng lúc đó vừa bận công việc, vừa chủ quan, nên anh không đi khám. Đến khi mỗi đêm anh phải thức dậy từ 2-3 lần để đi tiểu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, thì anh mới đến bệnh viện khám. Lúc này kích thước tuyến tiền liệt là 1.6 gram. Tiểu đêm nhiều lần, cơ thể mệt mỏi cũng là lúc anh nhận thấy chức năng sinh lý của mình bị ảnh hưởng, thậm chí có thời gian bị giảm sâu. Điều này khiến anh cũng lo lắng và mất tự tin vào bản thân. Và như vậy là quý vị cũng đã đoán ra chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta cùng đề cập. Vâng, và không rõ vì sao mà những người mất thì lại tuyến lại bị ảnh hưởng đến chức năng sinh lý như vậy, phải không ạ? Vâng, chắc chắn đây sẽ là thắc mắc của rất nhiều khán giả. Vì vậy, chuyên mục ngày hôm nay đã tìm gặp những bác sĩ Hoàng Văn Lý, trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ Lý cho biết, tim mạch tuyến là một trong những khối u nan giới, nắm hai cột của bàng quang, làm nên tuyến rất tiểu và đường niệu đạo, làm nên bộ tuyến tiểu bàng quang. Và như vậy có thể thấy rõ tuyến tiền liệt có mối quan hệ vô cùng mật thiết với chức năng sinh lý ở các túi âu tuổi này. Nên nếu thấy có những triệu chứng của bệnh tiền đại tiền liệt tuyến như là tiểu đêm, tiểu không hết, tiểu nhiều lần thì quý vị hãy chú ý đi thăm khám và điều trị bệnh ngay từ sớm. Và không biết thì trường hợp của anh Thái vừa được trên đặc biệt anh đã có thể ngủ một mạch đến 6-7 giờ sáng mà không phải chạy đi tiểu như trước. Anh tâm sự phong độ cũng đã quay trở lại như thời ngoài 30 tuổi. Vâng, và anh Thái cũng chia sẻ anh có sử dụng sản phẩm tương bản và chất xuất từ lá hoa trắng. Đây cũng là sản phẩm có sự kế thừa và phát triển.